Đã tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, đã tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, đã tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, đã tu tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, đã tu bậc đại bồ tát, đã tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, đã tu mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, đã tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, đã tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà đối với thánh đế hiện chưa thông đạt, Xá Lợi Tử nên biết vị đại Bồ Tát này, một đời bị trói buộc. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, dạo chơi các thế giới, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, nghiêm tịnh cõi Phật, an lập hữu tình, ở quả vị giác ngộ cao tột. Xá Lợi Tử, vị đại Bồ Tát ấy, cần phải trải qua vô lượng vô số đại kiếp mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, thường cần tinh tấn lợi ích hữu tình, miệng thường chẳng nói lời vô nghĩa, thân ý chẳng nghĩ làm việc vô nghĩa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát tu hành sáu pháp ba la mật đa, thường cần tinh tấn lợi ích hữu tình, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, dứt trừ ba đường hướng đến điều ác của các hữu tình, phương tiện an lập vào trong đường hướng đến điều thiện. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát tùy trụ sáu pháp ba la mật đa, nhưng thường lấy bố thí ba la mật đa làm đầu, dũng mãnh tu tập bố thí cho tất cả hữu tình những đồ ưa thích, thường không lười biếng bỏ bê, tất cả hữu tình cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần xe cho xe, cần áo cho áo, cần hoa hương cho hoa hương, cần anh lạc cho anh lạc, cần phòng xá cho phòng xá, cần giường chõng cho giường chõng, cần đồ nằm cho đồ nằm, cần đèn sáng cho đèn sáng, cần tiền gạo cho tiền gạo, cần chân bảo cho chân bảo, cần kỹ nhạc cho kỹ nhạc, cần người hầu cho người hầu, tùy theo nhu cầu các loại của cải mà vui vẻ ban cho, khiến không còn thiếu thốn. Bố thí rồi, khuyên họ tu ba đạo Bồ Đề. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát tuy trụ sáu pháp ba la mật đa, nhưng thường lấy tịnh giới ba la mật đa làm đầu, dũng mãnh tu tập thần ngữ ý đầy đủ luật nghi thanh tịnh, khuyên các hữu tình cũng nên tu tập luật nghi như vậy, khiến mau viên mãn. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát tùy trụ sáu pháp ba la mật đa, nhưng thường lấy an nhẫn ba la mật đa làm đầu, dũng mãnh tu tập xa lìa vĩnh viễn tất cả các tâm giận dữ, khuyên các hữu tình cũng nên tu tập an nhẫn như vậy, khiến mau viên mãn. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát tùy trụ sáu pháp ba la mật đa, nhưng thường lấy tinh tấn ba la mật đa làm đầu, dũng mãnh tu tập tu hành đầy đủ tất cả pháp lành, khuyên các hữu tình cũng nên tu tập tinh tấn như vậy, khiến mau viên mãn. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát tùy trụ sáu pháp ba la mật đa, nhưng thường lấy tịnh lự ba la mật đa làm đầu, dũng mãnh tu tập tu hành đầy đủ tất cả định thù thắng, khuyên các hữu tình cũng nên tu tập các định thù thắng như vậy, khiến mau viên mãn. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát tùy trụ sáu pháp ba la mật đa, nhưng thường lấy bát nhã ba la mật đa làm đầu, dũng mãnh tu tập tu hành đầy đủ tất cả trí tuệ, khuyên các hữu tình cũng nên tu tập trí tuệ thủ thắng như vậy, khiến mau viên mãn. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, phương tiện thiện xảo, hóa thân chư Phật, biến nhập địa ngục bằng sanh quỷ giới nhân thiên, tùy theo tiếng của mỗi loài mà nói chánh pháp, khiến được lợi ích an lạc thủ thắng. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, hóa thân chư Phật, biến khắp vô số thế giới chư Phật trong mười phương, vì các hữu tình tuyên nói chánh pháp, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, ở chỗ các đức Phật lắng nghe chánh pháp, nghiêm tịnh cõi Phật, xem khắp cảnh tượng thanh tịnh vi diệu của cõi Phật rất thù thắng ở mười phương, mà tự khởi tạo cõi Phật vô cùng trang nghiêm thanh tịnh. Ở trong đó, an xử các đại Bồ Tát, một đời bị ràng buộc,
khiến mau chứng đắc điều mong cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Xá Lợi Tử có đại Bồ Tát tu hành bố thí, tịnh tới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, đầy đủ 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp kèm theo, viên mãn trang nghiêm, các căn mạnh mẽ lanh lợi hết sức thanh tịnh, chúng sanh thấy đều ái kính, khởi tâm thanh tịnh, nhân đó khuyên bảo chỉ dạy, tùy theo điều mong muốn khiến dần dần chứng đắc niết bàn của ba thừa. Như vậy Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, nên học việc làm của thân ngữ ý thanh tịnh. Lại nữa, Xá Lợi Tử có đại Bồ Tát tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, tuy được các căn rất sáng suốt lanh lợi, nhưng chẳng ỷ vào đó mà trọng mình khinh người. Lại nữa, Xá Lợi Tử có đại Bồ Tát, từ khi mới phát tâm cho đến lúc chưa chứng đắc bậc bất thối chuyển, thường trụ bố thí, tịnh giới ba la mật đa, ở tất cả mọi lúc chẳng đọa đường ác. Lại nữa, Xá Lợi Tử có đại Bồ Tát, từ khi mới phát tâm cho đến lúc chưa chứng đắc bậc bất thối chuyển, thường chẳng lìa bỏ 10 thiện nghiệp đạo. Lại nữa, Xá Lợi Tử có đại Bồ Tát an trụ bố thí, tịnh giới ba la mật đa, làm vua chuyển luân, thành tựu bảy báu, dùng pháp giáo hóa, không dùng phi pháp, an lập hữu tình ở 10 đường lành, cũng đem của báo bố thí cho người nghèo khổ. Lại nữa, Xá Lợi Tử có đại Bồ Tát an trụ bố thí, tịnh giới ba la mật đa, được quả báo nhiều trăm ngàn đời làm chuyển luân vương, gặp vô lượng trăm ngàn chư Phật cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót vị nào. Lại nữa, Xá Lợi Tử có đại Bồ Tát an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, thường vì hữu tình bị tà kiến làm mù quáng, làm pháp soi sáng, cũng đem ánh sáng này thường tự soi mình cho đến quả vị giác ngộ cao tột, từng chẳng lìa bỏ pháp soi sáng này. Xá Lợi Tử, vị đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này mà các pháp Phật thường đắc hiện khởi, vì thế Xá Lợi Tử các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với ba nghiệp hữu tội thân ngữ ý không nên móng khởi. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là các đại Bồ Tát có thân nghiệp tội, có ngữ nghiệp tội, có ý nghiệp tội? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Nếu đại Bồ Tát khởi lên ý nghĩ thế này, đây là thân ta, do đó khởi thân nghiệp, đây là lời ta, do đó khởi ngữ nghiệp, đây là ý ta, do đó khởi ý nghiệp. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là các đại Bồ Tát có thân nghiệp tội, có ngữ nghiệp tội, có ý nghiệp tội. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng thủ đắc thân và thân nghiệp, chẳng thủ đắc ngữ và ngữ nghiệp, chẳng thủ đắc ý và ý nghiệp. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa mà thủ đắc thân ngữ ý và nghiệp của chúng, thì liền khởi tâm san tham, phạm giới, sân nhuế, giải đãi, tán loạn, ác tuệ. Nếu khởi các tâm này thì chẳng gọi là đại Bồ Tát. Vì vậy Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa mà sanh khởi niệm này là điều không có. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa mà khởi ba loại thô trọng về thân ngữ ý là điều không có. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì các đại Bồ Tát tu hành sáu phép ba la mật đa có khả năng làm thanh tịnh tất cả thô trọng của thân, có khả năng làm thanh tịnh tất cả thô trọng của ngữ, có khả năng làm thanh tịnh tất cả thô trọng của ý. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao đại Bồ Tát có khả năng làm thanh tịnh ba loại thô trọng của thân, ngữ và ý? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành sáu phép ba la mật đa, chẳng thủ đắc thân và cái thô trọng của thân, chẳng thủ đắc ngữ và cái thô trọng của ngữ, chẳng thủ đắc ý và cái thô trọng của ý. Như vậy, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành sáu phép ba la mật đa, có khả năng làm thanh tịnh ba loại thô trọng của thân ngữ ý. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm, thường ưa thọ trì 10 thiện nghiệp đạo, chẳng khởi tâm thanh văn, chẳng khởi tâm độc giác, thì đối với các hữu tình, thường khởi bi tâm, muốn bứng gốc cái khổ của họ, thường khởi từ tâm, muốn ban cho họ niềm vui. Xá Lợi Tử, ta cũng nói đại Bồ Tát như vậy,
Vì tâm lực thù thắng nên có khả năng làm thanh tịnh ba loại thô trọng của thân ngữ ý, lợi lạc hữu tình. Lại nữa Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, làm thanh tịnh đạo giác ngộ. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là đạo giác ngộ của đại Bồ Tát? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành sáu phép ba la mật đa, chẳng thủ đắc thân nghiệp và cái thô trọng của thân, chẳng thủ đắc ngữ nghiệp và cái thô trọng của ngữ, chẳng thủ đắc ý nghiệp và cái thô trọng của ý, chẳng thủ đắc bố thí ba la mật đa, chẳng thủ đắc tịnh giới ba la mật đa, chẳng thủ đắc an nhẫn ba la mật đa, chẳng thủ đắc tinh tấn ba la mật đa, chẳng thủ đắc tịnh lự ba la mật đa, chẳng thủ đắc bát nhã ba la mật đa, chẳng thủ đắc thanh văn, chẳng thủ đắc độc giác, chẳng thủ đắc Bồ Tát, chẳng thủ đắc Như Lai. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là đạo giác ngộ của đại Bồ Tát. Vì sao? Vì đạo giác ngộ đối với tất cả các pháp đều chẳng thủ đắc. Lại nữa Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, hướng đến đạo giác ngộ không gì ngăn trở được. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà đại Bồ Tát tu hành sáu phép ba la mật đa hướng đến đạo giác ngộ không gì ngăn trở được? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành sáu phép ba la mật đa, chẳng đắm sắc, chẳng đắm thọ tưởng hành thức, chẳng đắm nhãn xứ, chẳng đắm nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng đắm sắc xứ, chẳng đắm thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắm nhãn giới, chẳng đắm nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng đắm sắc giới, chẳng đắm thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng đắm nhãn thức giới, chẳng đắm nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng đắm nhãn xúc, chẳng đắm nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng đắm các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng đắm các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng đắm địa giới, chẳng đắm thủy hỏa phong không thức giới, chẳng đắm các pháp do nhân duyên, chẳng đắm các pháp do đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và các duyên khác sanh ra, chẳng đắm vô minh, chẳng đắm hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, lo phiền. Chẳng đắm bố thí ba la mật đa, chẳng đắm tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng đắm cái không nội, chẳng đắm cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, chẳng đắm chân như, chẳng đắm pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn. Chẳng đắm bốn niệm trụ, chẳng đắm bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng đắm thánh đế khổ, chẳng đắm thánh đế tập diệt đạo, chẳng đắm bốn tịnh lự, chẳng đắm bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng đắm tám giải thoát, chẳng đắm tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng đắm pháp môn giải thoát không, chẳng đắm pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng đắm tất cả pháp môn đà la ni, chẳng đắm tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng đắm bậc cực hỷ, chẳng đắm bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng đắm năm loại mắt, chẳng đắm sáu phép thần thông, chẳng đắm mười lực của Phật, chẳng đắm bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng đắm 32 tướng đại sĩ, chẳng đắm 80 vẻ đẹp kèm theo, chẳng đắm pháp không quên mất, chẳng đắm tánh luôn luôn giả, chẳng đắm trí nhất thiết, chẳng đắm trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng đắm quả dự lưu, chẳng đắm quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán và quả vị độc giác, chẳng đắm tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng đắm quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Xá Lợi Tử, do những duyên đó nên các đại Bồ Tát tu hành sáu phép ba la mật đa tăng trưởng nhanh chóng, hướng đến đạo giác ngộ không gì ngăn trở được. Lại nữa Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa, vì để có thể mau viên mãn trí nhất thiết trí, thành tựu thắng trí,
nên đóng tất cả cửa đến nơi hiểm ác, chẳng thọ báo bần cùng hạ tiện của trời người, các căn đầy đủ, hình mạo đoan nghiêm, trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian đều cùng tôn trọng, cung kính, cúng dường. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những gì mà thắng trí của Đại Bồ Tát này thành tựu được? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này, vì thành trí này nên thấy tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong vô số thế giới chư Phật trong mười phương, nghe hết chánh pháp mà các đức Phật kia đã nói, thấy khắp tất cả Thanh Văn và Bồ Tát Tăng trong hội đó, cũng thấy cảnh tượng thanh tịnh, công đức trang nghiêm của cõi đó. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này, vì thành tựu trí này nên chẳng khởi tưởng thế giới, chẳng khởi tưởng Như Lai, chẳng khởi tưởng chánh pháp, chẳng khởi tưởng Bồ Tát, chẳng khởi tưởng Thanh Văn, chẳng khởi tưởng độc giác, chẳng khởi tưởng về mình, chẳng khởi tưởng về người, chẳng khởi tưởng cõi Phật. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát, vì do trí này tuy hành bố thí ba la mật đa mà chẳng thủ đắc bố thí ba la mật đa, tuy hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà chẳng thủ đắc tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Các Đại Bồ Tát, vì do trí này nên tùy trụ cái không nội mà chẳng thủ đắc cái không nội, tuy trụ cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, mà chẳng thủ đắc cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Các Đại Bồ Tát, do vì trí này tùy trụ chân như mà chẳng thủ đắc chân như, tùy trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn, mà chẳng thủ đắc pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn. Các Đại Bồ Tát, do vì trí này tùy tu bốn niệm trụ mà chẳng thủ đắc bốn niệm trụ, tuy tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà chẳng thủ đắc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các Đại Bồ Tát, do vì trí này tuy trụ thánh đế khổ mà chẳng thủ đắc thánh đế khổ, tuy trụ thánh đế tập diệt đạo mà chẳng thủ đắc thánh đế tập diệt đạo. Các Đại Bồ Tát, do vì trí này tuy tu bốn tịnh lự mà chẳng thủ đắc bốn tịnh lự, tuy tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà chẳng thủ đắc bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các Đại Bồ Tát, do vì trí này tuy tu tám giải thoát mà chẳng thủ đắc tám giải thoát, tùy tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà chẳng thủ đắc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Các Đại Bồ Tát, do vì trí này tùy tu pháp môn giải thoát không mà chẳng thủ đắc pháp môn giải thoát không, tùy tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà chẳng thủ đắc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các Đại Bồ Tát, do vì trí này tùy tu tất cả pháp môn Đà La Ni mà chẳng thủ đắc tất cả pháp môn Đà La Ni, tùy tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà chẳng thủ đắc tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Các Đại Bồ Tát, do vì trí này tùy tu bậc cực hỷ mà chẳng thủ đắc bậc cực hỷ, tùy tu bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, mà chẳng thủ đắc bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Các Đại Bồ Tát, do vì trí này tùy tu năm loại mắt mà chẳng thủ đắc năm loại mắt, tùy tu sáu phép thần thông mà chẳng thủ đắc sáu phép thần thông. Các Đại Bồ Tát, do vì trí này tùy tu mười lực của Phật mà chẳng thủ đắc mười lực của Phật, tùy tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, mà chẳng thủ đắc bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Các Đại Bồ Tát, do vì trí này tùy tu 32 tướng đại sĩ mà chẳng thủ đắc 32 tướng đại sĩ, tùy tu 80 vẻ đẹp kèm theo mà chẳng thủ đắc 80 vẻ đẹp kèm theo. Các Đại Bồ Tát, do vì trí này tùy tu pháp không quên mất mà chẳng thủ đắc pháp không quên mất, tùy tu tánh luôn luôn xả mà chẳng thủ đắc tánh luôn luôn xả. Các Đại Bồ Tát, do vì trí này tùy tu trí nhất thiết mà chẳng thủ đắc trí nhất thiết, tùy tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng
mà chẳng thủ đắc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Các đại Bồ Tát do vì trí này, tùy tu tất cả hạnh đại Bồ Tát, mà chẳng thủ đắc tất cả hạnh đại Bồ Tát. Tùy tu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, mà chẳng thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Xá Lợi Từ, như vậy gọi là đại Bồ Tát đã thành tựu thắng trí. Các đại Bồ Tát do thành tựu trí này có thể chóng viên mãn tất cả Phật Pháp. Tuy có thể viên mãn tất cả Phật Pháp, mà đối với các Pháp không chấp không thủ, vì tánh của tất cả các Pháp là không. Lại nữa, Xá Lợi Từ, có đại Bồ Tát tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, đắc năm nhãn thanh tịnh. Những gì là năm? Đó là nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Lúc bấy giờ, Xá Lợi Từ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát đắc nhục nhãn thanh tịnh? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Từ: Xá Lợi Từ, có đại Bồ Tát đắc nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt 100 do tuần. Có đại Bồ Tát đắc nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt 200 do tuần. Có đại Bồ Tát đắc nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt 300 do tuần. Có đại Bồ Tát đắc nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt 400, 500, 600, cho đến ngàn do tuần. Có đại Bồ Tát đắc nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt một châu thiệm bộ. Có đại Bồ Tát đắc nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt hai cõi đại châu. Có đại Bồ Tát đắc nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt ba cõi đại châu. Có đại Bồ Tát đắc nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt bốn cõi đại châu. Có đại Bồ Tát đắc nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt tiểu thiên thế giới. Có đại Bồ Tát đắc nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt trung thiên thế giới. Có đại Bồ Tát đắc nhục nhãn thanh tịnh, có thể thấy suốt đại thiên thế giới. Xá Lợi Từ, như vậy là đại Bồ Tát đắc nhục nhãn thanh tịnh. Lúc bấy giờ, Xá Lợi Từ lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát đắc thiên nhãn thanh tịnh? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Từ: Xá Lợi Từ, các đại Bồ Tát đắc thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy tất cả chúng trời trong cõi tứ đại thiên vương. Cái thấy của thiên nhãn cũng như thật biết, có thể thấy tất cả trời 33, trời dạ ma, trời đồ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại. Cái thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Các đại Bồ Tát đắc thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy tất cả trời phạm chúng. Cái thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Có thể thấy tất cả trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, cái thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Các đại Bồ Tát đắc thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy tất cả trời quang, cái thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Có thể thấy tất cả trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, cái thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Các đại Bồ Tát đắc thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy tất cả trời tịnh, cái thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Có thể thấy tất cả trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, cái thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Các đại Bồ Tát đắc thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy tất cả trời quảng, cái thấy của thiên nhãn cũng như thật biết. Có thể thấy tất cả trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quảng quả,